Chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay Hải sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 bản máy dầu, xe tổng cộng có 6 bản. Với Santa Fe mới nhất thì phiên bản này là phiên bản 2.2 bản dầu bản tiêu chuẩn nhé. Xe sẽ có 3 bản dầu, 3 bản xăng. Bản máy dầu thì có bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Với 6 màu ngoại thất cho các bạn lựa chọn là màu trắng, bạc, đỏ đô, vàng cát, xanh dương và màu đen. Kích thước tổng thể của xe là dài 4m77, rộng 1m89 và cao 1m68. Chiều dài cơ sở của xe là 2m76 với khoảng sáng gầm xe là 18,5cm nhé. Phiên bản 2.2 bản dầu tiêu chuẩn này thì xe sẽ trang bị cụm đèn thì là đèn halogen. Đấy, đèn chiếu sáng thì sẽ là halogen nhé. Xe có trang bị đèn LED định vị ban ngày. Với phiên bản tiêu chuẩn thì đèn pha cốt là đèn halogen thôi. Với phiên bản cao cấp và bản đặc biệt thì sẽ trang bị đèn là full LED. Đấy. Đèn halogen thì sẽ cho ánh sáng vàng và nó sẽ hơi nóng hơn so với đèn LED nhé, nhưng mà cái chi phí thì nó sẽ thấp hơn. Với cái phiên bản này thì máy sẽ là máy 2.2 máy dầu, còn bản xăng sẽ là 2.4 máy xăng. Đấy. Phiên bản này thì bản màu trắng nhé. Xe sẽ có mâm, sẽ là mâm đúc hợp kim. Đấy, la răng thì la răng hợp kim với cái kích thước là 18 inch nhé. Bản tiêu chuẩn là kích thước 18 inch, bản đặc biệt, bản cao cấp thì mâm là mâm 19. Xe trang bị là phanh đĩa trên cả 4 bánh. Bản này thì sẽ có gương là gương chỉnh điện, gập điện và có sấy gương. Chị tay nắm cửa là mạ chrome và có nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa. Bản này mức tiêu nhiên liệu rất là thấp, chưa tới 6 lít trên 100 cây, chỉ có 5,9 lít trên 100 cây thôi. Với cái phiên bản bản dầu tiêu chuẩn thì các bạn sẽ có trang bị là camera lùi đằng sau nhé. Ở dưới thì sẽ có lốp dự phòng. Thường thì các bản dầu của Hyundai thì giá sẽ cao hơn một chút so với bản xăng. Tuy là cái bản tiêu chuẩn trong xe vẫn trang bị là cốp cho chỉnh điện rồi. Cốp chỉ chỉnh điện bằng nút bấm. Đấy. Và cái khoang để hành lý rất là rộng. Hyundai Santa Fe. Đấy. Xe là đây là dòng SUV 7 chỗ nhé. Cho quý vị các bạn nào đang có nhu cầu lấy xe. Cốp này thì chưa có đá cốp thì các bạn có thể nâng cấp được. Trong hãng sẽ nâng cấp lên đá cốp cho các bạn. Về nội thất thì bản tiêu chuẩn thì sẽ có nội thất là ghế da màu đen. Bản cao cấp nhất thì sẽ là ghế da màu nâu nhé. Bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt thì là nội thất là ghế da màu đen. Ghế là ghế chỉnh điện. Phiên bản này thì chưa có nhớ ghế. Bản các hai bản cao cấp hơn thì sẽ có nhớ ghế. Về tiện nghi thì phiên bản này sẽ là vô lăng bọc da ba chấu, có tích hợp kiểm soát hành trình trên vô lăng. Đấy, có trang bị gầy số vô lăng nhé. Đèn là đèn tự động. Và phiên bản này thì màn hình sẽ là màn hình 8 inch, có tích hợp bản đồ độc quyền của Hyundai thành công. Với hỗ trợ an toàn là 6 túi khí. Đấy, đây, bản đồ này. Bản đồ này thì có cảnh báo là giới hạn tốc độ này, cảnh báo đường cấm này, điều hòa sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Chìa khóa thông minh start stop. Hộp số tự động nhé. Phiên bản hộp số tự động này là 6 cấp. Xe thì có trang bị là phanh tay điện tử,